Dạ, xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng người ta đang dậy sóng, người ta là phê phán ổng gài mà ổng không có hề mà có cái động thái nào hết trơn cô chú. Thì ổng đi lên trên Sài Gòn lần này ha, cho dù ai khuyên ngăn cỡ nào đi nữa, ổng quyết tâm đó, tìm cho được vợ mới chịu về. Thì cô chú thấy không? Thì hôm nay dắt chiều có lội lại chỗ kênh của Hằng Phúc Không Đồng. Thì Phúc Không Đồng điện về nhà cho con ổng hay. Thì nói chung là cũng rất gầu cô chú ơi, có người cha như vậy con nói thật sự luôn á là rất là mất mặt con cái, ông thấy không? Người ta nói rất là mất mặt vậy đó mà ổng không hề nghĩ đến con cái tí xíu nào hết trơn cô chú, con nói thật. Đáng lý ra ổng phải tiếc. Bây giờ ổng không có nghĩ tới ổng đi, nhưng mà ổng cũng phải nghĩ đến con ổng, tội nghiệp đúng cô chú phải không? Ít nhiều gì đầu là cũng rất là xấu hổ. Nhưng mà bên cạnh đó con không hiểu, thay vì khuyên cha mình là nếu mà biết xấu hổ khuyên cha mình còn không thì thôi đi lên xin cộng đồng mạng bỏ qua cho cha đi, đừng có chia sẻ những hình ảnh của ổng nữa phải không cô chú? Và nói với các kênh YouTube đi, đừng có lấy hình ảnh chia sẻ lên nữa thì cũng đâu có đến nổi đâu phải không cô chú? Còn không đằng này thì hôm nay thì cái ông con của ông cụ U77 cũng đã xuất hiện. Lên rồi bắt đầu cũng chọc tức dư luận, nó bắt đầu lên khoe khoang của cải gửi ngân hàng gần 2 tỷ. Thì con nói với cô chú như vậy thì đánh vào tâm lý của những đàn bà trong cái câu chuyện của ông cụ U77 này cô chú nha, đó tham lam. Thì bắt đầu là đổ xô lại nên theo cô chú nha, nó thật. Các bà trong cái câu chuyện là muốn lấy ông cụ này là toàn là đa phần là các bà là không có nghề nghiệp ổn định. Ở nhà trọ đồ này nọ, muốn lấy ông cụ để về có chỗ nơi nương tựa, ăn uống miễn phí, khỏi phải lao động, nói chung là lười lao động đó. Cô chú để ý thử đi, phỏng vấn 5-7 bà thì hết 4-5 bà ở nhà trọ rồi. Thì hôm nay ông cụ lại dậy sóng cộng đồng mạng một lần nữa nghe cô chú nha. Ông cụ không có từ bỏ, cho dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ông vẫn vững như kiềng ba chân thấy cô chú ha. Công nhận con cũng nể đó cô chú ơi, con cũng nể luôn, nể ông cụ thiệt. Mà mình cũng công nhận ông cụ này ổng mạnh khỏe thấy ghê thấy cô chú ha. Ổng đi lên đi xuống, đi lên đi xuống hoài. Của hổm ổng đi về về rồi phải không, ổng đi tìm cô U58 đó, cô ở Bình Thuận đó cô chú. Rồi xong về dưới cũng đi, đi theo kênh này kênh họ, cũng đi tìm vợ. Rồi bây giờ chở lên trên Sài Gòn nữa, nói chung là đi là ra đi là sách bị ra đi ra. Ngộ thiệt, mà mạnh khỏe thiệt, con cũng nể ông luôn. Thì bây giờ là lên trên Sài Gòn thôi cô chú nha, gặp chú Nghĩa U70. Thì hai người thì nói chung cũng bàn, cũng khuyên ngăn thôi đi anh ơi này nọ, thôi mình ngưng thời gian đi. Ổng nói không, tôi lên lần này nữa thất bại thì hãy tính, chứ bây giờ là còn đang hăng mà cô chú. Ông cụ ngoại giờ đang hăng còn sung lắm cô chú ơi, dễ gì chưa đâu, chưa từ bỏ ý định cưới vợ đâu. Thì theo con nghĩ là cô chú lần này lên coi chừng hay gặp cái cô U58 hai ngày nay đó, cái cô mà môi thường lừ đó, hai ngày nay là dậy sóng cộng đồng mạng nè. Lên một cái là sáp là dính kèo luôn, nhưng mà phải nhớ ôm theo một mớ vàng hoặc là tiền. Thì bây giờ đó cô này là càng càng muốn lấy ông làm chồng, bởi vì nghe con của ông cụ nó cũng lên nói rồi, khoe khoang sổ tiết kiệm 2 tỷ rồi này nọ của ông cụ đó cô chú. Lần này là trúng mánh dữ rồi con nói cô chú ha, ai cũng vô cái câu chuyện của ông cụ này cũng vì tiền thôi, chứ thừa biết những cái chuyện mà giường chiếu này nọ ông cụ đâu còn sức gì nữa đâu. Chỉ nên mà các bà dựng lên nói trời ơi tôi không tin ông cụ như vậy. Rồi có bà nói trời ơi thì mò mẫn sáng đêm cũng có làm sao, ổng mò mò tôi ngủ ngủ này nọ đó cô chú. Những chuyện đó mà cũng lên trên cộng đồng mạng nói được, con cũng nể thiệt chứ. Thì các bà bây giờ vì tiền mà bất chấp quá trời luôn cô chú ha. Mấy cái bà trong câu chuyện của ông cụ ngoại nè, nghĩ sao ngồi sắp lớp sắp hàng cho ông cụ ngoại tuyển chọn, là trong khi nó đưa cái mặt chơi chơi lên mạng con cháu mình nó thấy rồi, nó nghĩ như thế nào cô chú, như cô chú xấu hổ không? Chứ con nói cô chú ha, những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta nè, hồi nào tới giờ có giá trị và có tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ các bà trong cái câu chuyện này là làm ảnh hưởng xấu đi hình ảnh của người phụ nữ biết bao nhiêu thì hổng gầy, từ đàn ông cho tới đàn bà. Người ta cũng lên án gay gắt các bà ở trong câu chuyện này và ông cụ U77.
thì ông cụ thiếu sự tôn trọng của người phụ nữ, nói là trời ơi, ở dưới quê hả, đàn bà không làm gì ra tiền, rẻ lắm, 200k là mừng thấy mồ rồi đó. Con nói cô chú nói đàn bà là cái từ chung hết, cho nên cộng đồng mạng càng dậy sóng, nó phải chi nói ở dưới tao có con nhỏ đó 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 gì, nó làm gì gì đó cũng cũng rẻ, hay là cho nó 200 là nó mừng thấy mồ cũng được. Phải phải nói là một cái người nào đó thôi, con cô chú bọn này quơ đũa cả nắm, mà trong khi đó nghĩ sao mà vẫn có số người bảo vệ ông cụ này nọ đó. Cô chú nói ông cụ không có sai, ông cụ đúng này nọ. Con nói cô chú, theo cái từ phụ nữ đó, nó bao la, ở nước ngoài cũng có, nước trong cũng có, ở trên toàn thế giới luôn. Đó, mà mấy cái người đó binh vực thì cũng như là ông cụ ông chửi luôn hả, mẹ mẹ vợ con của những người đó luôn. Không, cô chú nói chung cái từ người phụ nữ là bao la, thậm chí ông chửi luôn cả mẹ ông luôn. Là ông cụ U77 này, mẹ ông cũng là đàn bà như cô chú, cũng đẻ rồi ông phải không, rồi con ông cũng là con gái gì cháu ông đó. Suy cho cùng là gì, cô đơn của chú ơi. Ông cụ U77 này, ông cụ U70 này cũng vậy nè. Thì hai ông tâm sự với nhau, muốn tìm một người để về bầu bạn, nhưng mà mình làm lên trên cộng đồng mạng như vậy nó dậy sóng dữ lắm, nó phản cảm dữ lắm, thấy không? Thì cô chú coi thử đi, nếu mà mình không tiền không bạc, người ta cũng không có chấp nhận mình lấy làm chồng đâu. Còn ông cụ đã già đến tuổi cha tuổi chú mình, là nghe có bao mớ tiền các bà chạy xong 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 xong, bà nào bà nấy chạy việc một việc hai lên để được ông chọn làm vợ. Con nói cô chú biết rồi ha, người phụ nữ của mình như vậy đó làm xấu đi dữ lắm hình ảnh của người phụ nữ. Ngày nào đó sao người ta còn khen ngợi người phụ nữ của chúng ta đó, mà bây giờ các bà làm, con nói cô chú là quá trời quá đất rồi. Cái chuyện là tìm vợ tìm chồng tìm một nửa yêu thương gì đó cô chú không ai cấm đó, nhưng mà mình cũng ở cái lứa tuổi này rồi, nó gần đất xa trời rồi. Bây giờ con nói cô chú đi, ví dụ đi, ví dụ tìm được một người nào đó đi, thì về nhắm ăn ở được mấy năm đâu, nó cũng làm khổ người ta. Mình không nghĩ cho bản thân mình thì mình cũng nghĩ cho người khác không cô chú? Và ông cụ này ông đâu có nghĩ cho gia đình ông đâu, đâu có nghĩ cho người thân ông đâu. Rõ ràng người ta cũng biết xấu hổ đúng cô chú, nhưng mà nói không được, ông trốn ông đi không à, ông ở một mình nó cô chú, rồi ông muốn đi là bắt đầu là ông xách xe ông đi. Công nhận thiệt chứ hôm nay vẫn tiếp tục nó cô chú, chưa bỏ cuộc nữa. Thì cái câu chuyện 2 tỷ, gần 2 tỷ gửi ngân hàng, thì con nói cô chú là từ đây à tới mơi tới mốt nữa nè, sẽ có nhiều bà sẽ tìm về các kênh rồi bắt đầu yêu cầu kết nối với ông cụ. Bây giờ hầu như là ai cũng muốn kết nối với ông cụ, cũng thông qua tùm lum kênh hết trơn, người cô chú kênh nào cũng kết nối được hết trơn. Ông cụ chúng ta quá trời nổi tiếng. Thật ra ông cụ của cô chú ổng không có nghe được những lời mà mình bình luận, mình trách móc ổng, ổng có nghe, ổng có xài mạng xã hội cho nên đó là ổng nói chung là ổng nói là ổng đạp lên dư luận mà ổng sống đó. Ổng làm mà cảm thấy ổng vui thì thôi, chứ thật ra ổng không có nghe chúng ta nói gì về ổng đâu cô chú. Ông ngoại này đúng là dân chơi không sợ mưa rơi cô chú, xuất hiện lên nữa. Lần này là lần thứ ba rồi nha cô chú nha. Thì mình cũng hy vọng đi cô chú, hy vọng ông tìm được một nửa mà thật sự của mình đi. Mà con nói cô chú đừng có lên nói gì cho tiền bạc trên, bây giờ lên bây giờ tôi kết nối yêu thương nè. Bây giờ là giờ hổng gài nó lùm xùm cái chuyện tiền bạc này nọ, nó có hai cái luồng trái chiều, cho nên là bây giờ tôi lên tôi cưới vợ, ai về ở với tôi này nọ vậy tôi không cho gì hết, ai thật lòng với tôi thì sau khi tôi chết thì tôi cho một số tài sản, làm giấy tờ trước hay gì đó, ví dụ vậy theo cô chú nha. Thế còn bây giờ cô chú thấy không, ai cũng nghe tiền của ông đó, nhất là cái cô mà 58 mà cái môi dày từ lừ đó cô chú thấy không. Bà nói là chịu ông cụ luôn, với điều kiện ông phải có tiền, chứ ông làm không nổi, còn làm nổi thì không cần tiền. Phải dọn dẹp này nọ như là một ô sin gì đó, rồi bà ngủ riêng, không có ngủ chung, 5 6 tháng là ba mới cho ngủ chung. Trời ơi, con nói mấy mẹ cũng gần gần nập nợ nó cô chú phải không, rồi mới lên trên đây tìm chồng mà nghĩ làm sao mà cám mà treo để heo những đói ha. Cô chú tin không, nhìn mặt là cô chú biết rồi. Thì những cái người phụ nữ trong cái câu chuyện của ông ngoại này nè xuất hiện lên trên mạng tuyển chồng đó cô chú thấy không, bà nào bà thấy nhìn mặt, trời ơi con nói thật sự cô chú luôn ha, con không hiểu nổi luôn đó, không biết làm sao nữa mà ngồi một đống gì đó
đầu để cho ổng chọn ổng lựa cô chú. Lần này ổng lên, nói chung là ổng lên tìm vợ mà bị con ổng phát hiện ra rồi, cho nên ổng lên đám cưới cô chú nha. Ổng không có ghi hình nữa, nhưng mà thật ra ổng đang lên đó là ổng tìm kiếm một ai đó là ổng thấy ha mà hả cuốn gói đi lên đó cô chú, chứ không phải nó mà tự nhiên ổng lên đâu. Hôm nay thì thật ra cái người mà hăm he một anh khán giả nào đó đầu hả nói là xuống nhà đi này đó, có đường về gì không, hăm he người ta rồi lên kể ra ông cụ có tiền có này có nọ rồi đủ thứ hết trơn. Nói chung là chỉ có người trong nhà mới gành mạch như vậy cô chú, vừa nói đúng là sáu bà vợ. Con nói với cô chú, nếu mà một cái người bình thường nha là chỉ làm đi ghe lúa rồi ghé chỗ quán ăn, không có ai mà đem cái câu chuyện gia đình người ta nói ra cho xấu hổ đâu cô chú, phải không? Cũng không ai mà khoe khoang tài sản của ông cụ như thế nào đâu, tại vì ông cụ ở có mình nên mà khoe khoang như vậy có phải rất nguy hiểm không? Nè con nói cô chú này ha, cái anh đó anh sai lầm, anh tính bây giờ là chọc tức các chị em phụ nữ và dập tan dư luận là ông cụ có tiền, ý là khi dễ ổng đó. Nói chung là ý là nói là khi dễ ông cụ như vậy vậy đó, rồi nói có bằng ông cụ hay không? Nói cái nhà của ổng, ổng muốn sửa chừng nào mà sửa không được. Con nói cô chú sửa được hết chứ không ai khi dễ gì chưa. Nhưng mà ở đây khán giả người ta nói không sai, thà lên đừng có nổ quá, nó đi về cái tấm niệm còn không lành rồi hả. Nhà cửa thì cô chú thấy thì cũng hiểu rồi, con là con khỏi lặp lại. Thì người ta thấy sao người ta nói vậy thôi. Bây giờ ví dụ đi, mình binh ổng thì mình làm sao cho người ta nể nang ổng kìa. Cái này con cháu còn lên trên cộng đồng mạng chửi lại khán giả, chửi lại các anh em YouTube người ta phản biện trong cái câu chuyện này. Thì con hỏi cô chú thử đi, nói như sao mà ổng không có làm lừng. Rồi bởi vì ha, ổng bây giờ ổng tiếp tục ổng đi nữa rồi đó. Nó bảo vậy đi, chính vì mình là con cháu cô chú, mình không biết khuyên nhủ ông, cho nên để ông làm lộn cái mạng xã hội này. Rồi bây giờ ha, lên khoe khoang 1 tỷ mấy 2 tỷ con nói ha, càng nữa càng nhiều bà đầu hả chạy kiếm mọc nữa nè, rồi nó rối loạn đội hình luôn nè. Con nói thiệt, ổng đi, không ngừng nghỉ luôn đó, ổng nói thiệt. Bà nào bà nấy mà cứ tưởng đâu thật đó. Nhưng mà con nói cô chú nha, xong cái câu chuyện này một phần là cũng lỗi các chị em phụ nữ, cũng lỗi do ổng, cũng lỗi do con cháu ổng nữa. Tại vì nó còn lên mà binh vực cổ xí như anh ba đó, anh cũng hiền đó, con cung cụ nha cô chú nha. Đó rồi ổng cũng lên, ổng cũng chết mốc này nọ, rồi bây giờ xuất hiện thêm anh em gì của anh ba này nữa, tiếp tục lên chửi bới cộng đồng mạng nữa. Con nói cô chú mình phải lắng nghe dư luận nói gì vì cha mình làm như vậy có đúng hay sai. Bây giờ tự nhiên lên trên mạng, đáng lý ra là một cái gì tốt đẹp, một cái hỷ sự phải không cô chú, chứ không có phải mà cái chuyện xấu. Mà vô tình làm lố quá, làm quá chớn đi nữa, cho nên là bây giờ là nó phản kèo lại. Giờ là hình ảnh một cái ông cụ già là hám gái chạy đi kiếm đàn bà, chạy từ miền Nam ra miền Bắc, rồi chạy xuôi ngược về tới quê nhà, rồi bây giờ tiếp tục trở lên trên Sài Gòn lại nữa để tìm vợ nữa. Còn hả cô chú cũng lớn tuổi rồi, không có ai mà chấp nhận ổng làm chồng đâu, con nói thiệt. Không có ai mà rảnh mà đến nỗi mà cha mẹ người ta không chăm sóc, mà người ta đi chăm sóc một ông cụ nhà quê cũng không có tiền có bạc gì đâu. Nói chung có của đó, nhưng mà nhắm vào được không, nhắm vào ăn của được các con của ổng không, cũng như cái bà Sóc Trăng đó cô chú thấy không đó, có bước qua nổi chính người con của ông cụ không đó, mặc dù ông cụ đồng ý đó, có ai dám lợi không đó, thì nên cân nhắc lại đó. Và con cũng không có tin đó là có một cái tình yêu nào mà vĩ đại đến nỗi mà hy sinh là không vụ lợi gì mà chạy về mà chăm sóc ông cụ. Thử ơi, ông cụ không hứa cho cái này cái nọ, thử ơi, có bà nào không? Con nói thiệt, các cụ các ngoại trong cái câu chuyện này, chúng ta là người phụ nữ, chúng ta hãy giữ sĩ diện. Con cũng là một phụ nữ nè, thì con cũng năn nỉ các bà dùm ơn đừng có làm lố quá. Mình hãy giữ cái một chút cái gì đó trong lòng của khán giả đi, để người ta tôn trọng mình. Đó là con cũng khuyên các ngoại, mình hãy giữ một chút cái lòng tự trọng của mình lại. Mình đừng vì tiền, người ta coi thường mình lắm, mình phụ nữ. Mình có thể mình đi làm
mình có thể chủ động về kinh tế không phụ thuộc vào đàn ông. Cô nói ví dụ đi cô chú, ví dụ như có một cái cô nào đó đi về cái tay trắng trắng tay về với ở với ông cụ đi, mà bây giờ không tiền không bạc, bây giờ sáng anh Nam Quế đầu hả cho em tiền em đi chợ, hay đưa tiền cho em đi chợ, không lẽ giờ rửa tay xin đàn ông, phải không cô chú? Mình nó phải là đi 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 kiếm tiền. Mình phụ nữ là mình ít nhất là mình phải nội trợ nè, và cũng bên cạnh đó mình cũng phải ít nhất mình cũng phải có tiền, làm cái đồng tiền, tạo cái đồng tiền đó là mình xài. Rồi bây giờ con nói cô chú, không lẽ tới ngày tới tháng mà bây giờ thôi mấy bà này hết ngày hết tháng rồi cô chú, giờ quá lố rồi đó. Cái thời này là cái thời kỳ hả mãn kinh hết rồi đó. Con nói ví dụ đi, ví dụ như mà các chị đi trong câu chuyện này bốn mấy vẫn còn nha đó, rồi không lẽ hả tới ngày tới tháng như vậy gì đó, rồi xè tay xin anh cho tiền em đi mua cái này cái nọ.